Mến chào quý cô chú anh chị để quay lại với kênh của em. Thì tiếp tục hôm nay em lại ở dưới kênh và đi quay clip lặn gửi đến cho quý cô chú anh chị xem. Hiện tại thì mấy anh em cũng vừa lặn lên tăng đầu tiên. Tăng đầu tiên thì em cũng lặn về quay clip để gửi đến cho quý cô chú anh chị xem. Nếu quý cô chú anh chị xem không hiểu thì quay về video trước ha mọi người. Giờ thì tăng này là tăng thứ hai. Mấy anh em lặn lên rồi về ngồi nghỉ ngơi. Đây mọi người, mấy anh em lặn lên xong một tăng thì sẽ nghỉ ngơi ha. Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng thì anh em sẽ lặn tiếp một ke nữa. Rồi mấy anh em, rồi mọi người, mấy anh em thì cũng vô đồ xong rồi. Giờ thì sẽ đi lặn ke thứ hai ha. Đây anh Ben đang có bấm cái vợt rồi mọi người. Đây còn đây là anh Nít. Đó cái đi em chưa? Thế hả? Rồi anh Tâm thì là người ở kênh chạy lái cano nha mọi người. Rồi giờ thì anh em sẽ đi lặn. Đây lấy mỗi người một cái xiên như này. Rồi em cũng vô đầu xong cho mọi người. Giờ mời quý chú anh chị đi lặn cùng với má anh em của em ha. Thôi giờ thì đi thôi. Bye bác. Rồi, mấy anh em hôm nay thì chạy xuống một cái gò cạn như này, khoảng chừng 2 sải tay mọi người. Đây, vừa nhảy xuống thì gặp được một con hải sâm sâu đỏ. Hải sâm sâu đỏ có giá là 40 kè một con. Đây, tiếp tục một con nữa nè mọi người, con thứ hai. Hôm nay má anh em lại tiếp tục lặn cái điểm hải sâm sâu đỏ và cái mú đỏ nha mọi người. Nay vừa nhảy xuống thì được 2 con hải sâm sâu đỏ. Hy vọng sẽ gặp được nhiều cái mú đỏ để bắt về quay clip. Đây con thứ ba. Con thứ ba thì em cũng kiếm được 120.000. Hải sâm sâu đỏ thì khá là đắt tiền luôn mọi người, 40 kè một con lận. Mấy anh em rất là khoái bắt hải sâm sâu đỏ luôn. Đây, đây tiếp tục lại là một con hải sâm sâu đỏ. Đây, chỗ này mấy anh em nháy đèn không biết để làm cái gì đây. Đây, anh Ben nháy đèn lại để bắt con gì đó mọi người. À, thì dây là một con cái mú. Một con cái mú đỏ. Bây giờ thì cái mú đỏ mà anh em sẽ bắt để nuôi sống ha. Cái mú đỏ mà nuôi sống thì có giá từ 550 cho đến 650 ke 1 kg. Đây, cuối cùng thì mấy anh em cũng bắt được nó rồi mọi người. Nó chạy về tông em một phát khá là đau. Giờ thì mấy anh em cũng đã bắt được. Con này chắc cũng khoảng tầm 2 kg đó mọi người. Đây chỗ này em phát hiện được một con hải sâm sâu đỏ nữa. Con này là con thứ tư thứ năm rồi mọi người.
Xong sau đó thì cực kỳ là dễ bắt luôn. Chỉ việc bắt bỏ vô con vợt thôi, nó rất là dễ. Nó đa số hải sâm sau đỏ thì thường sẽ nằm lộ thiên ở bên ngoài như cái như này. Với lại hơn nữa là cái màu của nó khá là sặc sỡ mọi người, cho nên mấy anh em cũng dễ nhìn thấy. Rồi, lại là một con hải sâm sau đỏ nữa. Đây, chỗ này em gặp hai ba con luôn mọi người. À, con thứ hai chỗ này rồi. Ba con này. Thế là nhiều luôn. Đây, tiếp tục lại là một con hải sâm sau đỏ mọi người. Đây, chỗ này mấy anh em đang có ví để dược để bắt cái con cá mú đỏ mọi người ơi. Đây, cá mú đỏ đây nó chạy này. Là một con hải sâm sau đỏ nữa. Đây, mấy anh em chạy thì gặp hải sâm sau đỏ thì bỏ về đằng sau để cho em bắt bỏ vô trong vợt. Còn anh Nít với anh Ben thì dược cái muống mọi người. Ồ, con cái muống cũng khá là to luôn. Bây giờ em sẽ chạy tới chỗ mấy anh em để xem thử con cá mú nó to đến chừng nào nha mọi người. Đây đây đây, nó chạy ra này. Được rồi. Wow, quá là đẻ luôn. Con này chắc cũng phải hơn 2 kg. Nó to về nó mạnh quá mọi người. Đây, con này là con thứ hai của mấy anh em rồi. Cái mú đỏ thì có giá là 55 cho đến 65 rưỡi k 1 kg. Hai con thì mấy anh em kiếm cũng được 4 kg rồi. Cũng được khoảng 2 triệu mấy. Quá là đẹp. Đây, mấy con này to kinh khủng. Đây, chỗ này lại gặp được một con cá mú nữa mọi người. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đứng chờ cho nó chạy ra bên ngoài. Em không có dám đưa cái máy quay vào gần, sợ động và nó chạy mất tiêu quá mọi người. Rất là tiếc luôn, cho nên em sẽ không có đưa. Này, để em rất là sợ nó chạy luôn mọi người ơi. À, đây này, nó chạy ra rồi. Được rồi,
Ừ, mấy con này toàn tầm khoảng 2 kg không. Con nào con nấy uống luôn. To khủng lồ luôn. Con này là con thứ ba của má anh em. Ba con cũng kiếm được khoảng 3 triệu. Khoái xé là đẻ luôn. Chỗ này em gặp hai con sâu đỏ. Đây, gặp được thêm một con nữa này. Ai tiếp tục lại là hải sâm sâu đỏ. Ui toàn mấy con rất là to luôn. Hải sâm sâu đỏ thì có giá 40k một con. Ngay chỗ này lại gặp được một con sâu đỏ nữa. Má anh em lặn ở chỗ này thì nước cũng khá là cao, tầm khoảng 12 đến 13 xả tay, tương đương với 19 20 mét nước mọi người. Đây, tiếp tục gặp được một con cá mú nữa. Ủa, con này là con thứ tư rồi. Con này chắc cũng tầm khoảng 3 kg luôn á. Ủa, nó to nhất. Nó to hơn cả hai ba con kia luôn. Đây, giờ mấy anh em sẽ cố gắng bắt nó ra. Đây, em phải chui vào trong một cái kẹt đá nhỏ xíu 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 như này. Ừ, không được rồi. Không dám thở luôn đó mọi người. Tại sợ thở ra cái hơi của mình về nó nghe tiếng thì nó sẽ bỏ chạy. Ừ, con này rất là khôn luôn. Mấy anh em phải chuông vô một cái kiểu như một cái hang này mọi người. Một cái hang đá rất là to luôn. Để em bắt xong con cá này thì em lại quay cái hang đá cho mọi người xem. Nó cứ chạy tới chạy lui hoài. Hơn nữa là mấy anh em ở hai anh em thì ở trong cái hang đá. Bắt con cá này thì nó cũng khó, tại vì nó không có không gian rộng cho mấy anh em chạy về bắt được. Hy vọng là sẽ bắt được các con cá mú đỏ này. Đây em định xuyên nhưng anh Ben không có cho.
Tại vì bắt nó cực quá mọi người. Nó nằm trong cái một thằng đẻ to như này thì bắt rất là cực luôn. Rồi được rồi. Khá là may mắn luôn. Đây, bắt được cái con này rồi. Còn cái mú thứ tư. Con này chắc khoảng B kg. Rồi giờ em chạy ra về quay cái hang đá một chút cho mọi người xem ha. Ồ, một cái hang đá rất là to luôn. Đây mọi người. Ồ, con này to khủng khiếp. Rồi thấy cái hang đá chưa? Đây. Ở dưới này thì tối thui luôn. Rồi mấy anh em bắt xong thì giờ sẽ chạy lên phía lên lên bãi cạn á mọi người. Đấy. Mấy anh em sẽ giảm ép lên về lên lên cano luôn mọi người. Tại vì cũng đến giờ mấy anh em lên lên cano rồi. Rồi giờ em mời cô chú anh chị lên trên để xem thành quả cùng với mấy anh em ha. À, mọi người, anh em thì cũng mới vừa lên xong khát nước quá mọi người. Anh em thì cũng mới em mới vừa lên, còn anh Ben với anh Nít vẫn còn ở dưới nước. Đây, một vật hải sâm. Tang này thì hải sâm sâu, thưa hải sâm sâu nha mọi người. Hải sâm sâu không có nhiều. Mũi rất là to luôn. Cho nó hết đi luôn tâm mình. Còn chịu lắm. Đây con thứ hai nha mọi người. Kéo vô tới cho mọi người ơi. Cho này dê này dê hết rồi cho này dê cứ cho này dê đó từ đồ nó là lấy hơi lại được. Người con thứ ba. Cho nó dễ hết rồi.
Còn thứ tư mọi người. Đây, giờ thì xì cái mú, anh Tâm cũng để xì cái mú xong rồi. Giờ kéo hải sâm lên. Hải sâm thì được 3 vợt mọi người. Mày đổ xuống 2 vợt rồi. Còn một vợt nữa. Đằng này thì khá là thưa hải sâm sau đỏ luôn mọi người. Đằng này thì bên anh em được khoảng 30 con thôi. 30 con hải sâm sau đỏ. Hải sâm sau đỏ thì thương lái người ta mua với giá là 40k một con nha mọi người. Anh em sẽ đem về ghe luộc, luộc cho chín rồi mới đem đi muối mặn. Muối mặn đem về thương lái người ta mới mua 40k một con. Chứ còn nuôi súng, nuôi sống như này á mọi người thì một là nuôi không có được. Tại vì nuôi lâu nó sẽ bị chết đó mọi người. Với lại hơn nữa là ghe thì cũng nhỏ, cho nên không có chỗ nào để nuôi sống cả. Đây. Tăng này được một con hải sâm gai đây. Hải sâm gai khá là to luôn. Đây. Vật thứ ba. Rồi, cũng đã hết rồi nha mọi người. Giờ thì sẽ chia ra hai bên cho nó đều nhau. Hải sâm gai, con dốc này to luôn. Ké thì mấy anh em lặn lên thì cũng không có ké đâu mọi người. Tại vì mấy anh em đi chủ yếu là hải sâm sau. Nhưng mà rất là may mắn là tăng này thì có cái mú. Rồi, giờ anh em sẽ dẹp gọn gàng cái đống này lại. Đây. Đấy, anh bên ở đằng sau thì đang có khoanh mấy cái sợi dây lặn lên. Rồi, giờ thì có lẽ em cũng sẽ kết thúc video tại đây ha. Giờ mấy anh em sẽ dọn dẹp gọn gàng về biển thôi, để tiếp tục lặn tăng thứ ba. Và giờ thì thôi em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã xem và ủng hộ video của em. Nếu thấy video của em hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em, để mấy anh em có nhiều động lực về nhiều video mới hấp dẫn hơn ha. Rồi giờ thì chào mọi người, hẹn mọi người gặp lại ở video tăng thứ ba. Bye.